Nhà bạn theo phong cách đơn giản và hiện đại, bạn đang tìm kiếm cho mình một mẫu tủ tivi thích hợp với những bộ sofa như thế này. Bạn đang băn khoăn lựa chọn giữa mẫu này hoặc là mẫu này. Theo chân em hôm nay, em sẽ bật mí đến mọi người một mẫu tủ sofa đang được nhiều người ưa chuộng và tin dùng. Ta-da! Và đây là mẫu tủ tivi mà em muốn giới thiệu đến mọi người ngày hôm nay. Một mẫu tủ tivi sofa được làm bằng chất liệu gỗ hương đá. Vậy gỗ hương đá là gì và sao người ta lại chọn gỗ hương đá? Khi nhắc đến gỗ hương đá thì người ta sẽ nhớ ngay đến đó là một dòng gỗ có đường vân rất là đẹp. Gỗ có tính chất rất là cứng và chắc, vì thế mà chúng ta có thể cảm nhận được độ bền của gỗ. Với màu gỗ vô cùng đặc biệt, đó chính là màu ánh hồng, hoàn toàn khác biệt với những mẫu gỗ khác. Đã là gỗ tự nhiên thì sẽ có tính chất chống mối mọt rất là tốt. Vì thế mà những dòng gỗ hương đá Nam Phi như thế này thường sẽ được sử dụng làm thành những món nội thất giống như là bàn ghế, tủ tivi. Chiếc tủ tivi này có kích thước phủ bì chiều ngang đó là 2m2, chiều sâu là 50cm và chiều cao là 76cm. Với hai bậc hai bên cao là 57cm, chiều sâu 46cm. Và bột giữa rất là đặc biệt với chiều ngang là 1m31 và chiều sâu là 46cm. Với bậc giữa như thế này thì sẽ thích hợp với những mẫu tủ tivi từ 50 inch trở lên hoặc là 55, 60 inch. Và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá xem mẫu tủ như thế này có gì đặc biệt để khiến nó trở thành một mẫu tủ quốc dân được nhiều nhà ưa chuộng nha. Đây, rất là nhiều hộc kéo mọi người ơi. Những hộc kéo như thế này thì rất thích hợp cho chúng ta đựng những món gia dụng nhỏ và giúp tiết kiệm thêm không gian, cũng giống như là làm cho không gian chúng ta thêm gọn gàng hơn khi mà chúng ta không biết đặt nó ở đâu. Đây, rất là nhiều hộc kéo hai bên này. Còn có thêm những hộc kéo rất là nhỏ nè mọi người. Những vật dụng nhỏ giống như là remote hoặc là những món đồ trang trí khi mà chúng ta không dùng tới chẳng hạn. Với thiết kế như thế này thì phần trên chúng ta có thể đặt tivi, thì phần dưới chúng ta có thể đặt những chiếc giống như là đầu DVD hoặc là âm ly chẳng hạn. Còn hai bên này chúng ta có thể trang trí bằng những chiếc loa. Với thiết kế đột phá như vậy thì phần tủ tivi này không gian chúng ta có thể sử dụng lên tận 90% đó mọi người ơi. Thường chúng ta chỉ thấy hình ảnh quả táo ở trên chiếc điện thoại sang trọng thôi đúng không? Tuy nhiên hôm nay nó đã đến với Sơn Đông chúng em và đến ngay với mẫu tủ tivi này rồi. Những thiết kế rất là đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, kết hợp với những phụ kiện nhỏ nhưng rất là tạo điểm nhấn và thẩm mỹ. Mặt ngoài và mặt trên đều được tuyển chọn vân rất là kỹ càng, vì thế đã tạo nên cho chiếc tủ tivi này rất là thẩm mỹ, đẹp và sang trọng. Tuy nhiên mức giá vẫn chưa đến 15 triệu là chúng ta có thể sở hữu được em nó về cho không gian nhà mình rồi. Và bên em sẽ có chính sách là bảo hành gỗ 5 năm và bảo trì gỗ trọn đời. Và nếu như quý cô chú anh chị nào mua mẫu tủ như thế này, em sẽ miễn phí vận chuyển trong vòng 30km ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tiền Giang. Nếu quý cô chú anh chị nào quan tâm, xin hãy liên hệ đến em thông qua số hotline 0399830770 hoặc đến ngay showroom số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Và em là Thu, xin chào và hẹn gặp lại.